Dạ vâng, em lại xin kính chào toàn thể anh em nhé. Ở video trước thì em đã làm một cái clip về giới thiệu cho anh em về cái mẫu kính ngắm TK Scorner, cái bản như thế này, nhưng nó là cái bản AOE thường. Thì hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em về cái bản AOE HI. Đấy, mẫu này thì là cái bản tâm số các bác nhé. Đấy, bản trước thì là bản tâm thường, bản này là bản tâm số. Đó, giá thì của cái sản phẩm mẫu này thì nó sẽ chênh 100.000. Đấy, bản kia giá là 1 triệu, thì cái bản này nó chênh 100.000 thì là 1.100.000 đồng, mà bao gồm cước phí vận chuyển tới tay các bác nhé. Đó, thì cách thức đặt hàng thì vẫn là zip code COD đồng kiểm. Anh em mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em tới ba cái đầu số chính này của bên em. Đó thì anh em gọi điện đến và báo bán cho tôi cái kính ngắm TK Scorner 4-16x44 AOE HI tâm số. Đó thì em biết là anh em đang đặt cái mã sản phẩm này, đang đặt muốn mua cái kính ngắm này nha các bác nhé. Đó thì mua hàng các bác cứ vui lòng nhớ lưu ý là nhớ rõ cái thông số của kính ngắm anh em cần mua để tránh cái sự nhầm lẫn đặt hàng nhầm nha các bác nhé. Đấy, hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo, đặt hàng trên Zalo giúp em. Đấy, các bác cứ ép một trong ba cái số điện thoại này vào thì nó sẽ hiện ra tên shop bán hàng của bên em, thì anh em nhắn tin trên Zalo giúp em. Đấy, cần hình ảnh, cần video, cần tham khảo về tâm hay như thế nào thì các bác cứ nhắn trên Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cho anh em để anh em có thể tham khảo được. Đó thì ngày hôm nay thì em sẽ đi vào chi tiết giới thiệu cái mẫu kính ngắm này cho anh em. Đó thì như anh em thấy trên màn nhỏ của anh em thì em cũng đã chuẩn bị cho anh em một cái số lước đây. Đó thì cái số lước này thì bây giờ em sẽ với cái mục đích là mình sẽ test cái kính ngắm này. Đó thì mình sẽ xin giới thiệu qua một chút này, cái dòng TK này thì trên thị trường hiện nay ấy, tất cả những cái dòng kính ngắm nó chỉ có duy nhất cái dòng TK này, thì nó là cái dòng TK Scorner này, nó là cái dòng chống nước tuyệt đối 100%. Đó thì hôm nay mình sẽ test thực tế cho các bác. Đấy, test thực tế luôn cho anh em để kiểm tra cái mức độ chống nước của nó có hoàn hảo tuyệt đối 100% như là nhà sản xuất công bố hay không nha các bác nhé. Đó thì bây giờ mình đã chuẩn bị, mình đã bóc ra một con kính ngắm TK đây. Đấy, đây nha, mình sẽ xoay cho các bác cho nó dễ nhìn này. Đây, xoay gần cho các bác dễ nhìn đây. TK Scorner 4-16x44 AOE HI nhé các bác nhé. Đây, đó, mình sẽ thả trực tiếp vào cái số lước mình đã chuẩn bị kia. Đấy, đấy, đây nhá các bác nhá. Đấy, lước để mình thả ngập luôn. Đấy, lát nữa, chút nữa thì em sẽ vớt nó ra và sẽ soi tâm bên trong xem cái thấu kính bên trong nó có bị lước nó có vào, nó có bị mờ hay không nhá các bác nhá. Đó thì lát nữa thì rất mong anh em hãy cố gắng theo dõi video đến hết chương trình để anh em cùng xem cái kết quả của nó nhé các bác nhé. Đó thì vỏ hộp của nó đây thì mình xin giới thiệu luôn cho anh em. Đó thì đây là cái vỏ hộp của cái con kính ngắm TK. Gửi hàng thì mình sẽ gửi nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như thế này cho các bác này. Đấy, nguyên hộp nha các bác nhé. Đấy, tâm của nó đây này. Đấy, lát nữa mình sẽ quay trực tiếp cho anh em. TK 4-16x44 AOE HI. Đấy, mã vạch đầy đủ lên này các bác này. Hàng mình nhập chính hãng từ công ty nha các bác nhé. Mẫu này mình nhập chính hãng từ công ty. Đó, giá thì lúc nào cũng tốt nhất trên thị trường rồi. Mình nhập số lượng về nên là luôn luôn được cái giá ưu đãi nhất cho anh em. Đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hộp ra, một con mới ra giới thiệu cho anh em. Đó, cái con kia thì nó vẫn là cái hộp như thế này, vẫn là cái con này nha các bác nhé. Đấy, chứ không mình không không phải là cái loại khác đâu các bác nhé, vẫn là một hết. Đấy, khi anh em mua kính thì nó sẽ đi kèm những phụ kiện như sau này. Nó sẽ là đi kèm một cặp chân kính như thế này cho anh em này, để các bác bắt vào khung này. Đấy, một cặp chân kính thân 25, chân ray 11. Anh em cần hỗ trợ đổi chân ray thì mình sẽ đổi chân ray, anh em báo cho em thì em sẽ đổi chân ray 20 cho anh em. Đó, nó sẽ có chân ray 11, chân ray 20 các bác nhé. Đấy, ống chống lóa này, thêm ống chống lóa nữa này. Đây, tem mác sách hướng dẫn của nhà sản xuất này, đó, của hãng công ty Scorner này các bác này. Một viên pin như thế này, pin này thì để lắp vào đèn hồng tâm nha các bác nhé. Bên trong kính nó đã có một pin để lắp vào đèn hồng tâm rồi, nó đã lắp sẵn rồi các bác nhé. Pin pin này thì các bác cứ cất đi, khi nào pin trong đèn nó hết thì các bác bỏ ra sử dụng nha các bác nhé. Đấy, nhiều anh em ở xa rất khó mua cái viên pin này. Đấy, nhiều anh em ở trên
ở những cái vùng cao ấy thì rất khó ấy. Có những cái tiệm tạp hóa mà bán pin như thế này đấy, thì các bạn cứ cất đi, cất cẩn thận đi giúp em đấy. Một cái khăn lau kính như thế này nữa này, khăn này là anh em chuyên dụng của lau kính rồi. Các bác lưu ý là khi vệ sinh kính trong bên trong thấu kính, các bác lên sử dụng cái khăn chuyên dụng này của nó nhé các bác nhé. Đó đấy, đây này, một con kính TK nhé các bác nhé. Đấy, nó gói ghém bọc rất là cẩn thận như thế này đấy. Hàng này, hàng mới tinh luôn các bác nhé, hàng nguyên hai nguyên kiện mới tinh, bóc hộp luôn. Đó thì đi kèm thêm là một cặp lắp bịt nhựa đấy, dạng mở nha các bác nhé, lắp trục bảo vệ thấu kính đây, lắp trục bảo vệ đầu thấu kính này đấy, các bác thấy chưa, đây là con TK, kính ngắm TK Swander 4-16x14 AOI HI. Đó, về cái ưu điểm của kính ngắm này thì nó là chống nước này các bác này, dòng chống nước sử dụng rất là ổn định, thấu kính trong và led đấy, thấu kính rất trong và led. Tâm thì là mẫu này thì là sẽ là tâm số nha các bác nhé, đó là tâm số đấy. Ngoại hình của kính đây, bên ngoài thì nó sẽ sơn một lớp sơn màu đen, sơn nước sơn này rất lì nha các bác nhé. Đấy, bên trên cái lúm đèn hồng tâm thì nó sẽ in logo của kính này, đấy, logo của công ty Swander đấy, logo của nó là cái hình con hươu như này, sừng con hươu, cái đầu con hươu như thế này đấy. Bên trên nó sẽ ghi thông số của kính các bác này, đó, chữ Tomahawk này, đó, thấu kính của nó đây, thấu kính pha lê các bác nhé. À, con kính ngắm này thì khối lượng của nó, khối lượng tổng thể của nó khoảng độ 480g. Đấy, về chiều dài thì nó sẽ dài khoảng 30cm, dài khoảng 30cm nha các bác nhé. Đó, thân kính là thân kính 25, thân kính thân 25. Đấy, bên dưới này các bác nhìn này, đấy, nó sẽ có cái dòng mã của con TK này. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, thì đây là cái con ốc nhà sản xuất người ta bơm khí li tơ vào đâu. Đấy, mục đích bơm khí li tơ vào kính thì em đã giải thích rất nhiều những video trước rồi, là để giúp cái kính luôn luôn nó đạt một cái độ trong suốt nhất định, nó sẽ không bao giờ no là bị hơi nước nó vào kính, nó bị mờ kính. Anh em mua về tuyệt đối không tháo vặn cái con ốc này ra nha các bác nhé. Đó, tuyệt đối. Về những cái chức năng thì nó như là những cái kính thông thường thôi các bác nhé, nó đầy đủ những cái chức năng như là đây này, chỉnh cận của mắt này, lúm này là lúm chỉnh cận mắt này. Đấy, độ zoom kính này, đây zoom này. Đấy, độ zoom từ 4 cho đến 16 lần này các bác này. Đấy, đây là lúm chỉnh đèn hồng tâm nha các bác nhé, đây lúm chỉnh đèn hồng tâm xanh đỏ này. Đấy, xanh này, đấy, đỏ này. Đó, cái lúm trên này, hai lúm này là lúm chỉnh tâm này, chỉnh tâm trên dưới, chỉnh tâm trái phải này. Đây là cái lúm chỉnh lấy nét của kính này các bác này. Đấy, anh em bắn cự ly bao nhiêu thì các bác chỉnh cự ly đó. Đấy, đây là 75m này. Con này thì anh em cứ chơi cự ly khoảng 100m nha các bác nhé. Đấy. Đấy, một con kính ngắm rất nhiều công dụng, đấy, rất nhiều ưu điểm mà lại giá sinh viên, giá rất bình dân, 1.100.000 đồng bao ship. Đấy, rất là đẹp. À rồi, cũng đã con kính ngắm kia mình ngâm vào nước cũng được khoảng độ 5-6 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha các bác nhé, vớt nó ra giới thiệu cho anh em cùng soi cái tâm của kính ngắm luôn. Đấy, và xem nó có chống nước như là nhà sản xuất người ta công bố hay không, hay là nước nó vẫn vào thấu kính nha các bác nhé. Đó. Ở đây mình sẽ lau qua một chút cho nó nước nó đỡ rớt ra sàn nha các bác nhé. Đấy. Lau qua cái đầu thấu kính bên trong đi. Đây, giờ mình sẽ soi tâm cho anh em. Đấy, anh em thấy rõ chưa? Đấy, không có một giọt nước nào vẫn đọng lại, không có một giọt nước nào đọng lại trong thấu kính cả nha các bác nhé. Đấy, cái mức độ chống nước của nó tuyệt đối luôn, hoàn toàn tuyệt đối 100%. Đấy, hoàn toàn tuyệt đối 100% nha các bác nhé. Đây, tâm của nó đây, mình soi tâm cho anh em.
Tâm con này rất đẹp nha các bác nhé. Đấy, tâm nó rất là đẹp, nó mảnh mảnh vừa, nó không cái độ dày của tâm ấy, nó không dày quá và nó cũng không mỏng quá. Đấy, rất là đẹp. Trên tâm thì nó sẽ có số này các bác này. Đấy, mẫu này là mẫu tâm số nha các bác nhé. Đấy. Rất là trong và không hề có hơi nước hơi sương nào, không có giọt nước nào vào thấu kính cả. Đấy, em cam đoan cam kết cho anh em, nếu khi anh em sử dụng mà về mà nước nó có vào kính ấy, thì em hoàn toàn sẽ đổi mới cho các bác. Đấy, bảo hành cho anh em nha các bác nhé, lỗi nhà máy một đổi một. Đấy, rất là đẹp. Đấy, thì anh em nào mà quan tâm sản phẩm, mua hàng đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em là số Hoàng Sơn VCV, chuyên bán tất cả các linh kiện phụ kiện súng Kono, súng FX nha các bác nhé, đầy đủ tất cả phụ kiện. Bên em bán van, bình giảm thanh, kính ngắm, khung cỏ ruột, đầy đủ hết, loại nào bên em cũng có nha các bác nhé. Đó thì do thời lượng hơi dài một tí, mong anh em thông cảm một chút nhé. Đấy, do thời lượng có hạn thì em xin kết thúc video ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại anh em ở những chương trình tiếp theo nha các bác nhé.